Chụp răng kiểu bao nhiêu lượng hết đem lận. Cái cho cây ngồi cho cô giờ mới cần. Nè, chạy cái chân ra. Đúng rồi, chạy cái chân ra. Bắt chân ra, ừ, đúng rồi. Ừ, đỡ ngồi vậy đi. Rồi, con tin chạy. Ba đến mười. Mười lính. Mười lính. Mười tuổi rồi. Trời, bác sĩ răng hàm mặt mà giống giáo viên mầm non ha, vụ con nít thôi bị đỉnh nha. Nè, con gái ở dơ quá nè. Con gái mà nó thấy sọc nha không? Con gái mà dơ dạ mà chơi với mình. Quay qua, con gái mà dơ dạ mà chơi với mình. Bạn ở chỗ đấy. Nha, thả tiền lớn lên cô con. Thả tiền lớn lên tôi có làm cái gì đau không mà lại. Dơ giỏi quá. Nè, cô dặn nè. Mình phải đánh răng sạch nha, thì mình đánh răng sạch nó mốt á, mình mới đẹp được. Con thấy con có thấy hoa hồng mà xấu cũng không cần không, đúng không? Thì mình phải đánh răng sạch nha không con. Rồi thôi đi về cái răng này sau rồi nói mẹ cho đi bệnh viện đánh răng đi. Ồ, phải đi bệnh viện khám răng hả chị? Đúng rồi, thì tại vì cái này mình không có làm được nên là. Nói cái trường hợp của bé là bị sao vậy? Trường hợp của bé là bé răng răng bệnh viện, răng răng sau răng bệnh viện. Nó không có thay thì mình phải cho đi chám, cái răng nó phải chữa tủy rồi. Dạ. Sâu lớn. Sáng giờ mình khám cho bao nhiêu bệnh nhân rồi bác sĩ? Chắc tầm khoảng 15 bệnh nhân thì có 15 ha. Có nhiều người mình đã cho đi về tại vì cao huyết áp nè, tiểu đường, tim mạch thì mình không can thiệp được. Nên mình phải cho đi về để đi bệnh viện có những cái cộng lâm sàng nữa. 3 tuổi rồi. Trời, giống như là giáo viên mầm non chuyên nghiệp vậy đó. Mà cái này là không có vụ con nít thôi đâu, là vụ được luôn người già luôn. Cho em xem cái tờ khám. Dạ. À cái này cái giấy mời hả? Cái chỉ định đâu ta? Không có thay. Chỉ định khi nào có thì mới chỉ định. Dạ dạ. Trước cũng không có thay nữa, mấy cái đầu này liền thay. Nên thành ra là chắc cái này phải theo dõi cho đến tăng tuổi. Tại vì nó không thay nữa. Nó thay tuổi thì tuổi của lần đầu là bùi nhận nó mới thay. Không, hai cái đầu này thay rồi. Rồi, cái này nó không thay, cái này chỉ học một lần xong rồi thôi. Cái răng bị nó bị thay này. Cái răng sữa thấy có màu sữa nè, cái này nó không thay mà thấy hơi sâu không? Dạ, cái này phải đánh kỹ hơn nữa nha, phải đi bự lắm.
lên. Anh Vũ em ra chụp hình nha. Đâu, anh chị cho con. Nó bị tê. Mình mới đi chụp tê, nó bị tê. Em đã ra mặt hả? Đúng rồi. Quá đẹp. Anh chụp thấy chùm tóc bạc em luôn á. Mình là làm ở Răng Hàm Mộc bao nhiêu lâu rồi bác sĩ? Dạ được 2 năm. 2 năm. Dạ. Tên gì? À, em tên là Bích Vân, em làm ở phòng chỉ đầu tiên của khoa điều trị. Dạ. Phòng chỉ đầu tiên bệnh viện Răng Hàm Mộc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bác sĩ cái gì Bích Vân, cho em họ tên đầy đủ đi. Em là Bích Vân ạ. Nguyễn Thị Bích Vân. Vũ Thị Bích Vân. Dạ. Phòng chỉ đầu tiên bệnh viện Răng Hàm Mộc. Dạ. Bác sĩ Răng Hàm Mộc dễ thương nhất Sài Gòn. Cảm ơn anh. Đó nha, như mọi người thấy thì cái quan điểm mà bệnh nhân đông là bác sĩ sẽ hạnh hoẹ mọi người là không phải luôn đúng nha mọi người. Tại vì sẽ có những bác sĩ như thế này và bác sĩ thế khác. Đây là trong cái chuyến đi khám bệnh phát thuốc từ thiện ở Phú Yên. Và đây là những bác sĩ trẻ ở bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh. Họ đang khám cho những bệnh nhân cả già lẫn trẻ và đang rất là tận tâm. Hello, nhìn cái này rồi. Ok, cho một cây để chơi nè. Rồi. Em con hả? Em con tên gì? Bỏ con bao nhiêu tuổi rồi? Em con 4 tuổi. Em con 4 tuổi đúng không? Thả miệng ra cho bác coi một chút nha. Giỏi quá, thả miệng lên con. Thả miệng con nè. Ôi răng đẹp quá, tên này răng đẹp nè. Ở nhà chị gái đánh răng cho em hay là ai đánh răng cho em? Ồ, giỏi quá ta. Đúng luôn á. Răng rất đánh là đẹp. Đánh giỏi nha. Mình đừng có ăn kẹo, con bánh mà đánh răng giỏi nha. Ok, lấy cái này không? Trời, được luôn. Cho một cái đem về nào. Đây, cái này. Cái nút kia đâu rồi? Nè, lỡ rồi làm luôn em. Ơi, cái gì vậy bác sĩ? Cái đó là gì vậy? Cái này là mình thường là phong bóng để dụ trẻ em. À, đây là một chiêu dụ trẻ em của bác sĩ Răng Hàm Mặt đó hả? Đúng rồi. Là đổ nước vô bao tay để làm bong bóng cho con nít. Rất là đã, ví dụ như là thường mà phòng khám mình có nước lạnh á thì mình sẽ để vô và cho người ta chơi, rất là sướng, rất là mềm luôn ạ. Bây giờ người lớn là vụ sao? Người lớn vụ sao chị? Lát thì người lớn vô rồi tên anh vô đi, rồi em sẽ có cách giải quyết cho. Thấy là muốn khám rồi ha. Đi vô đây đi, chị ngồi đây nè. Chị khám luôn, chị khám luôn. Nhà này có truyền thống là tên bao nhiêu tuổi, con biết tên gì? Dạ có tên Dung. Cái gì Dung? Dạ có tên Dung. Bao nhiêu tuổi? Dạ 10 tuổi. 9 tuổi mà. Nhưng mà chị hai là cô thấy là con đã khám cái này chưa? Bà cụ giờ khám tiếp cái gì nữa vậy chị? Bà cụ đúng rồi, khám xong rồi là khám xong rồi ha. Chứ con để đi là bị xấu rồi nha. Thả miệng lớn lên bắt tâm, thả miệng. Ồ, đánh răng giỏi. Trời, lần đầu tiên em mới biết là có một cái chiêu gọi là bong bóng găng tay dụ con nít để khám răng. Thả miệng to lên nha. Con gái phải đánh răng giỏi hơn nha. Con gái đánh răng như vậy là không có ok rồi. Đánh răng giỏi với em vậy đó. Em đánh răng giỏi hơn con luôn. Nè, bác đang xìu rồi ăn ra trong răng quá trời luôn nè. Vậy là không giỏi nha. Phải đánh răng giỏi mới được. Tắm bún sâu đi em. Đám bún sâu bôi răng đi đúng. À mẹ đâu? Có mẹ đây không? Ba ở đây không? Ba ở đây sâu bôi răng đi đúng. Rồi, à hả miệng con. Tên này nè, cho lên bệnh viện huyện giùm em. Dạ. À đi cạo những cái đen đen này ra, không có đau gì hết. Cho bác sĩ lấy đồ ăn ra thôi nha. Nhưng mà mình làm như vậy cái răng mình nó mới không chảy máu. Chứ để cho bệnh sẽ được chảy máu rồi. Dạ.
đừng có lo, khỏi lo. Bữa nào ba dẫn Ly sẽ đi ha, không có ra mình đâu có nhổ răng, mình chỉ biết cạo qua răng thôi ha, mình đi không cần nhổ răng đâu con, tự nó sẽ rụng thôi nha. Im đi mày, bữa đó rồi phải đau rồi hả? Cái thuốc đó là hết đau rồi, trời xuống cái cốc. Ôi nhiều con nít quá. Đây là cái chạy, đây là cái bong bóng găng tay nha mọi người, bong bóng găng tay mà bác sĩ răng hàm mặt đã dùng để dụ con nít khám răng nha. Đây là một chiêu rất là hiệu quả nha. Mai mốt mà ba mẹ nào mà muốn dẫn con đi khám răng là cũng phải làm những cái bong bóng vậy nha. Tôi có ba mẹ thì mang cái khác chứ. À vậy hả? Mang lấy mỗi cái này thôi nè. À. Có một cái răng bị mất rồi. Chào con nha. Cái răng nó sâu nhỏ thì cho nó đi chăm chứ để nó sâu to nó lại nhức rồi. Rồi thôi được rồi con. Không có chán, không có đau, chắc không có gì đó. À. Dạ, bác sĩ ơi, xin bác sĩ cho biết là từ sáng đến giờ đó là cái đặc điểm chung của những người đến khám răng ở đây là thường bị những cái căn bệnh gì liên quan tới răng vậy bác sĩ? Chủ yếu thì ví dụ như là người lớn tuổi là người ta mất răng nhiều lắm anh, có thể là do thứ nhất là họ không được chăm sóc tốt, cái thứ hai nữa là do nhiều người người ta không có lưu ý về cái chăm sóc răng, cộng với là cái giới cộng đồng không có phổ biến được cái chương trình chăm sóc răng, thành ra là mất răng số lượng, mất răng nhiều, còn trẻ em thì có thể cũng sâu răng nhiều nữa. À. Trường học, y tế nhà học đường cũng chắc là không được tốt là em sâu rất là nhiều. Dạ. Ví dụ như bạn này con đi học mấy lớp ba này, lớp ba hả? Rồi hãy để đi cô nha. Nó bắt đầu nó có vấn đề nhỏ. Theo bác sĩ